mổ và cắt túi mật đi, vì nếu không là có lâu ngày nó sẽ gây thủng túi mật. Thì nếu mà trường hợp như vậy thì mẹ anh chị sẽ có hình ảnh của một cái hỗn hợp, tức là có vôi hóa bên trong. Đang làm có vôi hóa bên trong, mẹ anh chị có hiểu cái này không? Đây là một cái tình trạng mà nó quá phát, nó quá sạc và nó dày lên của cái lớp niêm mạc của túi mật và nó tạo nên một cái nặng dày từng khu trụ, từng cái đoàn của mật. Và thông thường nó gặp hay gặp ở vùng thân túi mật. Khi nó dày ở thân túi mật mà dày bên này, nó dày bên này thì nó sẽ làm hẹp đường ra của mật. Thì biến chứng của nó là gì? Sỏi nằm ở phần đáy túi mật. Thì những cái trường hợp có sỏi biến chứng đôi thì thông thường người ta phẫu thuật đi, người ta sờ những cái trường hợp này thành túi mật mà rất là hiểu đồ chúng dạng nóng có nó dễ gây biến chứng viêm hoặc là phồng. Thì thông thường nếu có biến chứng sỏi như vậy thì thông thường người ta mổ cắt túi mật đi. Đó, anh chị thấy đây là một cái tình trạng dày lên của cái thân túi mật này, dày lên và nó làm dịch mật nó ra rất là khó. Dịch mật đến này luôn không được, cái dịch mật dưới này luôn không rất là khó vì nó làm hẹp rồi. Thì cái lý do nó sẽ tạo thành sỏi, thì sỏi ở này nó sẽ trôi ra sỏi ở đằng trước, nên chỉ để ý. Thì hình ảnh này gọi là u sơ cơ mật túi mật. Rồi một cái bệnh lý thứ hai mà khả năng gặp nữa đó là polyp túi mật. Thì đây là một cái khối mọc lên từ cái thành biểu túi mật và nó đi vào trong lòng túi mật. Tên siêu âm thì thường nó là tăng âm, nên chỉ để ý. Và kích thước của nó là từ 2 đến 5 mm, từ 5 đến 10 mm thì mẹ anh chị phải cho bệnh nhân theo dõi 6 tháng 1 đi kiểm tra lần. Còn đường kính trên 10 mm thì nguy cơ phát triển thành ung thư khá cao và dễ nhầm với một cái ung thư túi mật. Ung thư túi mật do đó thì thường phải khuyên bệnh nhân trên 10 mm là nên phẫu thuật. Còn từ 2 đến 5 mm thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Mẹ anh chị để ý và thương nó 5 đến 10 thì cần theo dõi. Mẹ anh chị thấy thương nó là tăng âm. Và nếu mẹ anh chị kỳ đâu do mẹ anh chị lý giải tốt thì mẹ anh chị có chế độ bí mật thì có thể thấy mạch máu đi vô trong cái khối u ở cái khối polyp này. Cho con thông thương và cái máy thông thương mình đây lắm thấy được. Khi mẹ anh chị phân biệt đó với một cái u bằng cách nào thì mẹ anh chị phân biệt bằng cách thay đổi tư thế bệnh nhân thôi. Đối với cái sỏi thì nó sẽ di chuyển con đỡ cái polyp là luôn luôn nằm ở vị trí. Và mẹ anh chị nên đếm có thể đá polyp thì nó nằm trong cùng một cái bệnh cảnh của cùng đá polyp dài dài cùng đá polyp luôn. Do đó thì nếu đá polyp mẹ anh chị cũng phải chẩn đoán đá polyp để cho người ta đi tìm thêm cái dài dài, người ta đủ xóa tìm thêm dài dài và nào trực ra. Mẹ anh chị hiểu không ạ? Nó đó muốn nói rồi. Tuy nhiên một cái mẹ anh chị cần thận trọng đối với những cái trường hợp polyp mà nằm từ 2-3 mm mẹ anh chị phải quay trừng, vì trong trường hợp nó lắng đọng cholesterol ở thành túi mật nó cũng cho nặng giảm polyp. Mẹ anh chị hiểu không? Thì đối với lắng đọng cholesterol ở thành túi mật thì thông thường mẹ anh chị sẽ thấy cái góc này sẽ là góc tủ. Còn trong polyp thì thường nó có chứng và tạo như cái cây như thế này thì gọi là cái polyp. Tuy nhiên muốn phân biệt cái này thì các anh chị phải tỉ mỉ, thật sự là tỉ mỉ. Thì một cái về mặt lâm sàng thì kinh nghiệm thì vẫn thấy như này. Nếu các anh chị có thấy bệnh nhân gan nhiễm mỡ mà tên siêu âm thấy cái hình ảnh polyp như vậy 2-3 mm thì mà anh chị phải cảnh giác một cái lắng đọng cholesterol ở thành túi mật. Anh chị để ý cho. Đây là một cái hình ảnh polyp túi mật này, rất là rõ, có thể mổ bọc nhiều. Đây hình ảnh rất là nhiều polyp ở thành túi mật. Tuy nhiên nó hiên mà anh chị nặng đưa vào cái polyp mà đem nó đi thực sự tồi, vì cắt túi mật khó chịu lắm. Ngừ túi cũng khó chịu, một chiếc nám mà nhồi nhẹt nhiều họ còn bực bội. Do đó là cái chiếc người mình cũng quý, thật sự cắt bỏ nó đi về nhưng mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân mới là quan trọng. Một bệnh lý khác nữa là ung thư túi mật cũng hay gặp, và hay gặp nhất của nó hầu hết của nó là adenocarcinoma. Thì thường giai đoạn sớm có biểu hiện gì đâu, còn khi mà nó xâm nhập vô gan, nó xâm nhập các tạng xung quanh, khi đó mẹ anh chị cơ thể một cái mass ở trên cái hạ sân phải và có thể mẹ anh chị thấy có sụn cân vang da hoặc là gan lớn. Về hình ảnh siêu âm thì mẹ anh chị thấy có một khối u đơn độc, nó xuất phát từ thành túi mật và nó đi vào trong lòng túi mật.
nó hôi lắm của nó có thể tăng âm, có thể giảm âm tùy theo trường hợp, và nó có bơ của nó là thường là không đều, và thậm chí một số trường hợp sẽ có hình ảnh vi vô hóa ở bên trong. Lúc lơ thì sẽ có tình trạng tăng sinh mạch máu bất thường ở cái chỗ từ một nhánh động mạch nó sẽ ra gần 5-6 cái nhánh có cả để đi vào ở trong cái khối u này. Mấy anh chị để ý, và thông thường mấy cái khối ung thư này nó hay kèm sỏi túi mật vì nó chèn đường ra của túi mật. Đây là một phần ảnh khối ung thư của đường mật, nó nằm ở vị trí cổ, nó phát triển mà chèn đường ra của túi mật, đồng thời nó chèn vào ống mật chủ, nó gây giãn ống mật chủ và nó giãn cái đường mật ở trong gan. Đây là nằm ô túi mật. Mấy anh chị để ý cho đây là vấn đáng để chế độ đúc lớn năng lượng, là mạch máu nó uống lượng và từ đó nó chia ra rất là nhiều cái nhánh nhỏ để đi vào ở bên trong của khối u, nên là đây là tăng sinh mạch máu bất thường. Đây mấy anh chị học trong gan thôi, hạt CC thôi, tăng sinh mạch máu lên rồ, mấy anh chị đã học hết rồi không? Thì đó, thì bên mật của vậy thôi, nó rất là bất thường. Đây một trường hợp khác mà vẫn nói rồi, biến dạng cả túi mật lúc toàn bộ thân túi mật nó bị xâm nhiễm và nó tạo nên như một cái dấu cô ca, và cái lăng túi mật là đây mấy anh chị này, con toàn bộ từ đây qua đây là thân túi mật, đây qua đây là thân túi mật, nhận diện được đấy là cái túi mật nhờ vào cả cái yếu tố, cả cái mốc liên hệ giải phẫu của nó để mình khẳng định đây là túi mật. Một số trường hợp u nó gây biến dạng luôn, sống lẫn và biến dạng luôn túi mật. Đây là nằm của một cái u túi mật và nó rất là dễ nhầm với một cái u khối u trong gan. Mấy anh chị cái thân trong mình thấy cái lớp nồi mạc đấy này, nó trong cái lăng chụp rồi con toàn bộ thân túi mật mình bị sống lẫn hết, mà chúng nó nhiều dạng. Thì bây giờ mình chẳng đoán phân biệt là gì? Chẳng đoán phân biệt thứ nhất là với sỏi túi mật nó không có vòng lưng. Cái thứ hai là với tình trạng viêm túi mật trong trường hợp mà nó thương tổn con sống lẫn toàn bộ thân túi mật. Thì trong viêm túi mật thì cái đồ sống lẫn của nó là tương đối, cái đồ dày của thân túi mật là tương đối đồng đều. Thân trước thân sau vì nó thoát kiệt mà nó gây viêm là tương đối đồng đều. Tuy nhiên đối với u, nó sống lẫn toàn mật là nó tùy theo vị trí. Có vị trí tế bào ác tính nó phát triển mạnh thì nó dày, có chỗ phát triển yếu thì nó kém hơn, nó tạo nên một cái nằm giống như một cái cô phạt lịch tâm ở trong ruột của vầy. Mấy anh chị để ý rồi cái polyp lâm tỉnh ấy, ở cái chỗ là mấy anh chị phân biệt bằng cách là mấy anh chị kích thước thôi, hàng trên 10 là mấy anh chị phạt thần trọng, vì polyp thường là dưới 10, nó dưới bình thường nhất là 2 năm mà nó thường 5 đến 10, mà anh chị phải theo dõi con nó trên 10, nó phát triển trên 10 thì thường là của anh bên kia mà mình bỏ sót, vì trên số âm khó phân biệt cái hai bên năm. Rồi về một cái u gan, trong một số trường hợp nó sống lẫn như vẫn nói rồi, là phân biệt u gan bằng cách gì? Dựa vô cái mốc liên hệ giải phẫu, nó nằm ở dương tuyến mật thì mà anh chị phải để ý. Rồi cái thương tổn di căn hay thương là hiện cả con dư vấn có ảnh cho mẹ anh chị xem. Rồi đây là đến cái phần những bất thường ở tấm lòng túi mật, ngoài cái u, ngoài cái sỏi vân vân thì con kèm những bất thường khác giống như máu trong lòng túi mật, thì mình chỉ sẽ thấy một độ tăng ấm và nó thay đổi khi thay đổi tư thế ở trong cái lòng túi mật, và nó sẽ biến mất sau một tuần 10 ngày khi đó mình chỉ để ý. Thứ hai là dịch mù, nó vẫn là chịu rồi, trong dịch mật đơn thuần nó không có âm, dịch mù thì nó sẽ lờ cờ hồi âm. Thường dịch mù nó sẽ kèm với cái hình ảnh của viêm túi mật cấp. Cho đơn thuần bệnh nhân cũng có dây thanh túi mật không lớn gì cả mà mấy anh chị chẳng đổi dịch mù là sai, quá trình đó là càng lọc ở trong túi mật mà thôi. Rồi một hình ảnh nữa là vẫn có gặp rồi, đó là dung túi trong túi mật. Khi dung túi trong túi mật là có hai phương pháp, hai cái để mình chỉ chẳng đoán. Một là mình chỉ sẽ thấy được cái hình ảnh đường ray, hai cái đường ray tăng âm. Vì con dung đũa của mình thì cái vỏ ngoài hẳn là gelatin, thì cho nên là gelatin là nó tăng âm, còn cái lông của hẳn là cái ruột đó. Thì thường mà chữa dịch thì nó lại không có hồi âm, nó sẽ có màu đen. Thì vô tình nó sẽ tạo thành một cái hình ảnh đường ray ở trong túi mật. Đó. Tuy nhiên khi các anh chị thấy hình ảnh là một cái ống tăng âm hoặc là có hình ảnh đường ray nằm trong túi mật thì có hai phương pháp các anh chị chẩn đoán. Một là dung túi mật, hai là sạc dung nó nằm trong túi mật.
Cho nhiều khi bệnh nhân đi khám là hoàn toàn tình cờ mà anh chị đi dùng túi tụ mật là cả bệnh viện sợ rận vì dùng túi tụ mật đau lắm. Cho bệnh nhân đây tỉnh bơ là coi chừng họ đã bị từ lâu và dùng không ra được tạo thành một cái sạc dùng ở bên trong tụ mật. Thì có anh chị họ hỏi đi như vậy thì không sao chẳng đoán thì vẫn nói rồi luôn luôn phải căn cứ vào lâm sàng. Khi mà anh chị thấy một hình ảnh rừng ráy hoặc là một hình ống tăng âm nằm trong cái túi mật thì mà anh chị phải hỏi bạn có đau không? Tức là đầu tiên phải tìm ra cái điều chỉnh đau tư thế phụ phục độc của dung chui ống mật mà anh chị thấy rồi có đau không? Và tiên sử có đau không? Anh chị hiểu không? Là biết được đó là cái sạc nằm lâu trong trong túi mật có thể hằng tạo thành hằng mụn ra vần tạo thành sạc dung vôi hóa rồi mình chỉ thấy thỉnh thoảng còn thấy cái chẳng đó sạc dung vôi hóa mình chỉ không. Cái thứ hai nữa là đối với con dung đang còn sống thì chắc chắn bệnh nhân đau nó rồi, và cái thứ hai nó sẽ tạo dạng trong túi mật, tức là vì ngó ngoài thì khi mình thấy dầu ngà, khi mình thấy dầu hoa, khi mình thấy thằng đơn viên con sống nó sẽ tạo dạng. Thì mẹ anh chị thấy hình ảnh nó sẽ như thế này, mẹ anh chị thấy không? Khi thì dầu hỏi, khi thì cột xuống. Đó, mẹ anh chị thấy không? Và cái này lần lâu rồi, mẹ anh chị để năm 2005 đến giờ chưa cũng có nữa. Thì vẫn còn nói uy rồi thì chăm sóc bắt đầu mình quá tốt, sổ dung, sổ đô quá tốt. Tuy nhiên có anh chị họ nóng phải vì anh thuộc được sâu nhiệt quá với dung hắn sống nổi luôn. Đó, thì hai khả năng là thấy hiện nay không gặp nữa, hầu như không gặp. Cho hồi xưa mà năm 2005 đồ cố trực á, dũng cũng nghĩ mình từng nuôi nuôi như vậy tóc ở trong ruột họ là ruột anh bẻ nó để mua lần như đi cũng ít nhất cũng phải 5-10 ca bụi dũng ở ruột tắt ruột cho dũng túi ở mật à, mà bữa đi là hầu như không luôn. Anh chị có ai tiếng phải có người thì vẫn nói là chăm sóc sức khỏe bắt đầu tổ, có người nói không phải do thuộc tư xấu bằng diệt hết rồi. Thì đó là hình ảnh con dung đang tạo dạng ở trong tuổi mật. Thì cái cá này bệnh nhân đau dữ lòng đấy. Mẹ anh chị thấy nhiều khi mệt đỡ ra, nhiều khi dầu ngại lúc mẹ anh chị thấy nó tạo dạng ở trong tuổi mật thì chứng tỏ nó còn sống. Là một khi mà nó đang sống đi, nó vô tuổi mật nó còn khó ra lắm. Cá này sau đó theo dõi một thời gian sau lưới tới siêu âm lại là hẳn mụn thanh sỏi thôi, sạc dúng mà nó bị mụn ra mà thanh sỏi ở trong tuổi mật. Đây là một hình ảnh điện hình để đưa cho các anh chị coi. Và hiện khi mà thấy được đứng ráy lắm, do đó mấy anh chị để đây hình ảnh là của con dung. Cho mấy anh chị trẻ sau những biết mà nhiều khi thấy hình ảnh như là hệ thu không biết tóc mồm rồi cô thấy hoặc dì vật. Có người chẩn đoán dì vật tuổi mật, dì vật mồm mà bốn tuổi mật. Anh làm dung mà chú hết á, để ý cho. Đi vẫn cũng giới thiệu cho các anh chị hình ảnh như là phù hết rồi đấy. Cho để nơi kia là không còn gặp lại nữa. Đó là tất cả bệnh lý về tuổi mật thường gặp. Mấy anh chị thì mấy anh chị về đặt lại vì chắc chắn hình ảnh siêu âm tôi vẫn cùng lấy lại trong này về chiều thôi. Tuần sau sẽ thi và ngay chính xác thì khả năng là thứ 3, thứ 4 thì hai ngày đó cả mặt màu cũng giống như siêu âm tổng quát. Thì các anh chị mà học 6 tháng về đặc biệt thì sau đó sẽ học các đặc biệt như cơ xương khớp như là vũ giáp là sẽ rơi vô cái kỳ sau. Thì cái điểm ở cái tổng quát vấn đề như vậy và cái điểm ở sau này rồi người ta sẽ tổng kết là các anh chị học 6 tháng hoặc 3 tháng sẽ có bảng điểm thì kèm với cái chứng nhận. Tuy nhiên thì vẫn học các anh chị rồi lý thuyết sẽ có thi lý thuyết và năm nay là dễ hơn nữa là các anh chị đánh trắc nghiệm là khỏe rồi cả lớp rớt cùng rớt.